Kính thưa quý vị, Hội Chuyên gia Việt Nam là một tổ chức bất vụ lợi, quy tụ chuyên gia từ nhiều ngành nghề khác nhau. Các ngành chuyên môn trong thành phần hội viên gồm mọi lĩnh vực khoa học kỹ thuật, khoa học nhân văn, xã hội và y khoa. Mục tiêu sinh hoạt của Hội Chuyên gia Việt Nam Nam Cali là tạo môi trường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và tương thân tương trợ trong giới chuyên gia Việt Nam, tạo điều kiện cho giới trẻ sinh viên, học sinh được học hỏi và làm việc với các anh chị trong hội. Hội Chuyên gia Việt Nam phân hội Nam California phần lớn hoạt động trong khu vực Little Sài Gòn. Sinh hoạt của hội bao gồm những buổi thuyết trình và hướng dẫn các đề tài chuyên môn miễn phí, cùng tham gia các công tác xã hội và đóng góp trong cộng đồng dưới nhiều hình thức. Hôm nay, trước khi vào đề tài chính, tôi xin được thông báo vào tuần tới ngày 10 tháng 4, lúc 1 giờ ở San Diego, Hội Chuyên gia Việt Nam sẽ tổ chức một buổi workshop nói về VBSK, làm sao đánh tiếng Việt trên máy điện toán ở đài radio Tiếng Nước Tôi. Địa chỉ là 4120 đường số 30, unit 104 ở San Diego. Và quý vị có thể liên lạc với anh Frank Vương ở số 858-692-0939. Again, 858-692-0939 để có thể tham dự cái buổi workshop này và cũng để học làm sao đánh tiếng Việt trên máy điện toán dùng software của Hội Chuyên gia Việt Nam VBSK. Kính thưa quý vị, hôm nay chương trình diễn đàn khoa học sẽ nói về đề tài làm sao để mà chat trên Internet dùng Yahoo Messenger hay là AOL, Instant Messenger hay là dùng Bantalk, Skype và rất nhiều chương trình nói về điện thoại Internet. Và người hướng dẫn chương trình hôm nay là anh Nguyễn Trí Minh. Xin mời anh Minh có vài lời với quý vị khán thính giả. Dạ, Minh xin chào quý vị. Minh ạ, có rất là nhiều chương trình về Instant Messenger. Mà những chương trình nào thì người ta thường hay dùng nhất? Thưa mình giới thiệu cái Instant Messenger là cái gì ha? Thứ nhất là cái Internet chat đó, rất là nhiều người thanh niên rất là dùng lắm. Cái đó là mình có thể dùng một cái chương trình ở trên Internet và mình có thể viết mấy cái thơ, mấy cái câu nhỏ cục mà mình gửi cho người bạn được. Và lúc mà mình gửi cái thơ, cái câu đó là cái câu nó sẽ hiện trên cái máy điện toán của bạn mình. Ngay lập tức. Cho nên mình có thể nói chuyện bằng viết bằng tay được. Cho nên mình viết hello, có bạn có khỏe không, và bạn có thể trả lời liền được luôn. Và rất là nhiều người sử dụng để chat với lại bạn bè ở Việt Nam hay là sao. Cho nên cái đó là cái Internet chat. Thì trả lời cái câu hỏi của chị đó, là có nhiều cái chương trình lắm. Mình trong đây mình có list mấy cái chương trình mà nổi tiếng trong Internet, là một cái là American 9 Instant Messenger, hay là MSN Messenger, ICQ, Yahoo Messenger, Trillion và Paltalk. Rất là nhiều cái lắm. Và trong cái chương trình hôm nay ấy, thì mình sẽ chỉ hai cái chương trình, là một cái là AOL và một cái là Paltalk. Ngoài cái việc mà đánh text, mình ví dụ như là Holly muốn nói được không? Nói giống như điện thoại được không? Dạ vâng. Hiện bây giờ đó là có phần đông mấy cái chương trình này, cái nào nó cũng có thể nói dùng một cái microphone và một cái headphone, một cái bỏ qua tai để cho nghe được á, thì mình có thể nói được luôn. Và chỉ là mình có một cái máy quay phim á, hay là mấy cái webcam mình có gắn vô cái máy điện toán được luôn, mình có thể quay phim và thấy hình người ta luôn. Nhưng mà có phải trả tiền, có phải mua phone card không Minh? Dạ không, cái nào cũng miễn phí hết, phần đông cái nào cũng miễn phí. Cho nên hôm nay thì mình sẽ chỉ quý vị làm sao. Mình có thể demo chút xíu cho khán thính giả được biết được không? Ok, thì mình sẽ bắt đầu là dùng cái America Online Instant Messenger ha. Này là một trong rất là nhiều cái thôi, cho nên tại vì mình thích dùng cái đó thôi ha. Thì mới đầu quý vị phải ra cái địa chỉ đó là www.aim.com. Thì địa chỉ đó là aim.com ha. Thì trên đây đó quý vị phải download, phải kèm cái chương trình đó xuống, là trên đây mình ấn download nha ha. Ấn download đây thì nó sẽ cho mình ấn nút new users. Tại mỗi lần trước khi mình sử dụng cái chương trình này, quý vị phải ghi danh đó, phải chọn một cái tên. Cho nên bây giờ mình vô đây mình nó hỏi bây giờ quý vị muốn chọn cái tên nào đại, thì mình hiện mình làm một cái tên nào đại nha, giống như mình diễn đàn khoa học đi. Xong mình phải chọn một cái password, một cái mã ha. Mật mã phải không? Ok. Mình phải ghi cái địa chỉ email của mình, và nó hỏi mấy cái câu hỏi ngày gì, sinh nhật ngày gì thì cãi, viết đại không sao đâu. Không có cần phải nói gì đúng gì hết. Và trong đây nó phải viết cái chữ lại để cho nó make sure là thật một người sử dụng á. Thì viết cái chữ viết đây, nó để gì đây thì mà viết đây thôi. Và làm vậy đó thì mình đang mới ghi danh một cái tên. Tên là Minh DD KH. Và mình nó còn hỏi mấy câu hỏi khác nữa. Thì mình viết cho đây.
thì mình cứ ghi tên, mình trả lời những câu hỏi ngắn gọn của nó, dạ, vâng. Rồi, cho nó xong. Cho nó xong thôi. Rồi. Thì sau khi cái này đó, thì nó sẽ mình phải download cái chương trình, mình kèm xuống, ấn như đây, ấn install và nó bắt đầu kèm cái chương trình đó vô cái máy của mình. Thường thường sau khi mình kèm cái chương trình đó vô đó thì nó sẽ hỏi là nó muốn confirm á, confirm là cái địa chỉ mà hồi nãy mình viết vô là đúng không á, là nó sẽ gửi cho mình một cái thơ ra cái địa chỉ của mình, địa chỉ hồi nãy mình mới viết á, thì bây giờ mình phải vô cái địa chỉ đó mình coi cái thơ đó. Oh, xin lỗi, hiện bây giờ cái chương trình nó đang kèm vô. Thì trong cái này mình ấn next thôi, rất là dễ. Mỗi lần thường thường mấy cái chương trình nào nó cũng vậy thôi. Hỏi mấy câu hỏi lại không sao, viết đại. Đa số người Việt Nam mình là xài Yahoo, thì lúc mà Yahoo cũng như vậy phải không? Cũng, dạ vâng. Cũng gắn y như vậy. Dạ vâng. Chị cũng nói đúng là rất là nhiều người cũng dùng cái Yahoo. Mấy cái chương trình này cái nào nó cũng giống nhau hết. Yeah. Cái nào cũng giống nhau hết. Thì mình cứ vào www.yahoo.com. Dạ vâng. Nó có cái Yahoo Messenger. Đúng không? Dạ mình vâng. Click vô rồi mình download xuống thì cũng trả lời những câu hỏi y như vậy. Dạ vâng. Dạ không có gì khác hết. Dạ vâng. Theo mình biết là ở bên Việt Nam rất là nhiều người thì cũng dùng cái American Line này hơn. Thì cái quan trọng á, sau khi mình kèm cái chương trình này xong á, và sau khi mình trả lời, mình vô cái email của mình confirm á, thì mình phải hỏi mấy bạn của mình cái tên của mấy bạn của mình là gì. Mỗi người có một cái tên, thì giống như cái tên hồi nãy mình ghi danh á, là Minh DDKH á, mới hỏi bạn của mình cái tên là gì. Và sau đó mình viết cái tên nó vô cái chương trình đó, để cho mỗi lần mà bạn mình lên internet mà sử dụng cái chương trình này đó, mình sẽ thấy, bạn mình, anh Nhân đang online hay là chị này đang online, thì mình có thể làm gì, mình có thể biết được. Cho nên bây giờ mình bắt đầu ha, là trong đây đó, trong mình vô cái email của mình, nó mới gửi cho mình một cái email, nó là oh, make sure là cái email này là thật không, hồi nãy mình mới ghi danh có đúng không. Thì trong đây á, nó nói là muốn làm thì ấn lên cái link này thôi, muốn confirm thì mình ấn cái này link, ấn cái link trong cái email đó, là nó nói là ok đúng rồi, cái này là được rồi, bây giờ mình có thể ghi danh vô được. Là mình bật cái chương trình đây á, cái American Line cũng giống như Yahoo, nó hỏi là ok mới được cái tên của mình là gì, mình viết cái tên của mình hồi nãy mình ghi danh, mình ấn ok và cho mình bỏ cái mật mã vô đây lại, rồi mình ấn sign on á, nghĩa là bây giờ mình đang tới computer, mình biết là mình đang đứng trước cái máy điện toán, mình ấn sign on là mình có thể vô cái chương trình này được. Và bây giờ khắp thế giới ai mà có cái tên của mình trên cái chương trình này đó là sẽ thấy mình mới lên, mình mới tên đang... của mình nó đậm lên phải không? Dạ vâng, nó đậm lên, nó nói mình is online, mình đang online. Bây giờ mình có thể thử send message được không? Send message cho người bạn được không? Dạ vâng. Mình có một bạn mình ha, là trong đây mình có nhiều bạn, but actually mình có một bạn mà hiện mình đang online, thì mình vô cái setup ở dưới đây nè, again trong cái Yahoo Messenger nó cũng vậy thôi. Thì trong đây mình sẽ add body nghĩa là mình bỏ một cái tên khác vô. Tên một người bạn, friend. Tên một bạn của mình. Tên bạn của mình á, đang là Nhân Diễn Đàn Khoa Học. Mình bỏ vô đây. Mình ấn return. Bỏ vô đây á, là quý vị sẽ thấy ở trên đây nó đề là Nhân Diễn Đàn Khoa Học, nó đang đậm. Đang đậm ở trên đây nghĩa là anh này hiện bây giờ đang online. Nếu mà ảnh mà không online thì nó sẽ hiện ở dưới đây. Và bây giờ mình có thể viết thơ, mình viết một cái message cho anh này được, là mình double click thôi, mình ấn hai lần nhanh lên cái này, lên cái tên của anh này, ấn hai lần nhanh là nó sẽ hiện ở một cái window khác. Window khác đây là ở đây mình có thể viết cái tên, mình có viết cái câu được. Hi anh Nhân, how are you? Mình viết, mình ấn enter là tự động nó sẽ hiện bên anh Nhân. Và anh Nhân sẽ đọc cái này hiện bây giờ đang đọc và có thể trả lời được luôn. Là anh sẽ viết và anh sẽ ấn là sẽ hiện bên máy mình. Hiện bây giờ được. Good and you. Yeah. Bây giờ mình có thể thử nói chuyện với anh được không? Cánh máy hoài mỏi tay quá, giờ nói chuyện trở lại được. Dạ vâng, mình nghĩ là nói chuyện là hồi nãy mình sẽ chỉ cái podcast, nó còn hay hơn để cho mình trong cái này.